Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp Chairman. Hôm nay Di động Cao cấp Chairman giới thiệu các bạn video thay mới phím nguồn, sửa lỗi liên quan phím tắt bật nguồn của điện thoại Philips W3500 tại Di động Cao cấp Chairman. Trên hình các bạn để thấy đây là cái cáp phím nguồn của Philips W3500. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cáp phím nguồn này, không bấm được, bấm chập chờn lúc được lúc không, thì quý khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn, kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn đang có sẵn cái cáp phím nguồn này thay mới gì các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04667599, kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi.